Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem anh em hoàn thiện phần lan can cầu và bè ván bờ bò phía bên trong của cầu kè Hán Xê các bạn nhá. Xin mời các bạn cùng đón xem. À, quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì A Chiêm nó hoàn chỉnh được cái phần lan can của mình rồi các bạn ạ. Chân lan can của mố 1 thì hôm qua bà con cùng Xuân Trường đã đổ bê tông rồi các bạn ạ. Hôm nay anh em triển khai đến phần gờ chắn bánh xe của phía bên trong các bạn ạ. Sau khi mà triển khai xong thì anh em sẽ tổng vệ sinh toàn bộ phần mặt cầu cũng như là kê kích cách mặt sàn lên để chuẩn bị công tác ngày mai là đổ bê tông các bạn ạ. Với không khí chuẩn bị đón Tết, bà con cũng rất mong muốn là làm cho nhanh để còn nghỉ ăn Tết. Và anh em cũng cố gắng hoàn thành xong để cho bà con đi lại ăn Tết cho nó an toàn. Và hôm qua cũng đã đổ xong phần biển cầu rồi các bạn, biển trên cầu. Sau khi bê tông cứng mình sẽ cho dỡ ra. Mỗi cầu một biển tiên cầu khác nhau các bạn ạ, một kiểu dạng khác nhau. À, An Lành à. An Lành TV. An Lành là vua phá đá đây. Mang chết chưa? Đang cho anh em coi là kê hết lên các bạn. Đấy, xong lại xuống dưới đi nhá. Không kê vào này đổ bê tông nó không ăn được đâu. Nó thép nó ở dưới thì không thua đâu. Đấy, kê tiếp xúc đoạn dưới này đi, đoạn này được rồi. Tủ hái phải cho vào nhà hái này, tủ nhà hái ạ. Cố lên tí nữa được. Đấy, ok. Nào, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Ok. Đấy. Đấy, trong thời gian vừa rồi là mình thấy là A Lành là xuất sắc nhất nhá. Cho nên là về phía kênh ấy là quyết định trích một phần nhỏ bé ra để thưởng nóng cho A Lành nhá. Gọi là một chút gọi động viên thôi nhá. Em có vừa không? Đây. Tặng cho A Lành một cái áo này. Và một quần người Mông. Đấy, cứ bỏ quay ra. Đấy. Đây, áo đây. Thôi cái quần thì chốc mặc cũng được. Mặc thử áo xem vừa không? Mặc thử
Tất nhiên là anh em thì ai cũng tích cực rồi, nhưng mà trong đó là A Lành là nổi bật hơn một chút. À, thì là tặng cho A Lành một chút quà để cho nó phấn khởi. Chắc là vừa rồi. Vừa zin luôn. Đẹp rồi. Đẹp luôn. Quần mình lấy số nhỏ đúng không ạ? Đây này. Đấy vừa. Đây thoải mái chơi Tết luôn. Vừa rồi. Đấy vừa chưa? Zin luôn. Đấy. Thế nhá, lần sau có cái gì thì làm tích cực vào nhá. Ok chưa? Muốn nói à, với anh ấy không? Rất khỏe. Rồi, A Lành không biết tiếng phổ thông, cho nên là các bạn thông cảm cho A Lành. Thấy Chiêm bắt đầu quét sơn chống rỉ vào tất cả các mối hàn các bạn ạ. Thế còn phía dưới này là toàn bộ chị em và mọi người coi là đang dọn vệ sinh phần mặt cầu các bạn ạ. Tại vì trong thời gian vừa rồi thì không có đường tránh, cho nên là mọi người đi xe qua đây là đất cát rơi xuống mặt cầu rất là nhiều. Thế nên là mình cho chị em trước tiên là nhặt qua đi. Thế sau đó thì bắt đầu mới lấy nước rửa các bạn ạ. Đấy, chị em dọn dẹp xong cái là về nghỉ ngơi, chiều nay nghỉ ngơi thế. Thế xong rồi chuẩn bị tinh thần, lấy tinh thần ngày mai là đi đổ bê tông mặt cầu. Sáng mai đủ à? Sáng mai, ngày mai đổ bê tông đấy. À, đủ trông nhá. Đã bán luôn. Chú non nhá. Đã lúa họ. Đổ tông ấy nhá. Đấy, thích không các bạn ạ? Hi hi. Hi hi đi. Hi hi. Chị em ở trên này rất là khổ các bạn ạ. Không có người trông chừng. Hai đứa bé quá không trông được, cái này bắt buộc phải cõng con đi làm đấy các bạn ạ. Không còn cách nào khác. Bắt buộc phải để đeo con đi để mà làm thôi. Áo vào. Tí tụt ra là chết đấy trường ạ. Bên trong sắp xong rồi. Đến ngày mai, mai đổ bê tông là chặn đường hết đấy nhá, thông báo cho tất cả mọi người nhá. Không có đường đi xe máy đâu nhá. Ngày mai là rào đường đấy. Đi bộ khó ấy. Ừ. Chịu khó đi bộ 7 ngày. Ừ. À. 2 ngày thôi. 2 ngày thôi. Ngày mai đổ bê tông xong thì ngày kia là đi xe máy qua được rồi. Qua một ngày là đi được rồi. Qua một ngày rồi. Vấn đề dài ấy, họ đi xích đi biết. Đi xích không đi qua ở đâu. Không được đi ván thôi. Phải đi trên ván mới được. Phải đặt ván. Nay lâu rồi mà vẫn chưa được như ý à? Chưa được như ý. Quét dịch xuống tí bên này này. Cái vết mài nó tụt xuống này, bên này, bên ngoài. Nào chị em ơi, lấy cái ván đặt vào đây, hai tấm một lấy để cho xe họ đi trên. Ừ, lấy cái tấm cái ván ở dưới trên. Cho nó ván xong rồi là. để pô ra mini pô nháy đấy. Để công chạy là thế ạ. Đừng có sờ vào nhá, chưa khô đâu. Xem không thôi, chưa khô hẳn đâu. Khô chưa? Chào A Lình. Chào A Chua. Đứng rồi, chào. Đứng rồi.
nhà cùng xem A Chiêm dỡ biển tên cầu các bạn nhá. Ra cái gì không? Ra cái gì thì ra cái gì. Cứng chưa đây? Cứng vừa vừa. Nhẹ nhàng thôi. Nó nắng. Đấy, ra tấm đằng sau đi. Đấy, cái nước sau ok luôn. Ra đấy. Ra chưa? Nhẹ nhàng thôi, chết hết. Mắc cái trên cùng rồi. Đấy, bỏ dưới kia để chốc nó làm cầu. Đó, cuồng ra lên. Vậy, nó tăng nổ vào. Cuồng hẳn còn đấy. Nó tăng nổ vào. Mắc cái gì? Không mắc cái gì. Rồi, đừng cọ với cái. Để khênh về trước để chốc làm cầu là làm ấy làm chắn ngay luôn đấy. Đây là biển tên cầu các bạn ạ, mình thiết kế kiểu này. Tên cầu được các bạn. Đây là biển tên cầu. Trụ cầu tròn thì biển tên cầu cũng trụ tròn. Xuân Trường đang thiết kế cầu tạm các bạn. Dưới một đinh thôi. Ok rồi. Này sau này chắc người ta làm đường to cũng tặng tha hồ này đi nhỉ? Ừ. Đi là tha hồ. Làm đường to vẫn đi này, cầu này cũng thoải mái. Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay anh em đã dỡ xong cốt pha của biển tên cầu và đã chỉnh sửa sơ bộ rồi các bạn ạ. Bao giờ mà tháo gắn khuôn cầu thì anh em sẽ tiếp tục hoàn thiện và gắn biển tên cầu các bạn ạ. Đấy, một cái biển tên cầu rất là độc đáo và rất là ngộ nghĩnh luôn. Và phía phần cầu thì toàn bộ anh em đã hoàn thành gờ chắn xe ở phía bên trong các bạn ạ. Để chuẩn bị công tác đổ bê tông ngày mai thì ngay ngày hôm nay là anh em đã chuẩn bị hệ thống dẫn nước đến này, dẫn nước hoàn chỉnh rồi này. Đấy, cầu đi đổ bê tông này để mà chuẩn bị một cái công việc ngày hôm sau thì bao giờ mình cũng phải chuẩn bị hoàn chỉnh tất cả gói ghém công việc ngày hôm trước coi cho nó thật gọn ghẽ.
Và cái thứ hai nữa là thật chu đáo thì ngày hôm sau mới thành công được các bạn ạ. Còn nếu như mà mình mà không chuẩn bị chu đáo thì chắc chắn là ngày hôm sau sẽ rất là trục trặc. Thế nên là về phần máy móc cũng như là về phần chuẩn bị công tác đổ bê tông là mình phải chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày hôm sau đến cái lúc mà đổ bê tông là mình chỉ có đổ bê tông thôi. Khi mà dân bản đến là mình tập trung vào đổ bê tông thì nó nhanh được các bạn ạ. Cái cầu này thì rất là giống cầu đợt trước mình làm ở trên bản Tà Chơ các bạn ạ. Nhưng nó chỉ ngược lại chiều một tí thôi. Đấy, và bây giờ là Chiêm cũng đang chuẩn bị máy móc để đấy đây, máy móc để ngày mai đổ bê tông đây. Đang kiểm tra đây các bạn ạ. À, bây giờ muộn quá rồi, mình xin phép được là dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập video ngày mai. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập video đổ bê tông mặt cầu các bạn nhé. Xin chào.